cha thấy con bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ sống. Có lúc khó khăn con hiểu không, cha đã cố cất hết muộn phiền cả lời yêu thương, vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu của cha, hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa. Một ngày con sẽ hiểu ra còn là cả thế giới, điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Ông là bạn trai cũ của chị Hai hả? Anh có chắc không? Sao anh biết được? Lúc còn sống, anh có nghe chị Hai nhắc tới. Đúng là cái tên Nguyễn Quang Tùng đó. Chắc là hắn mới mãn hạn tù. Người đó là tội phạm. Ông làm gì mà bị đi tù vậy? Thôi, biết vậy được rồi. Biết sâu quá không tốt. Vậy bây giờ anh tính sao? Chứ em thấy là ổng muốn tới đây quậy phá đó. Chắc là mới ra tù không có tiền xài, cố tình tới kiếm chuyện để kiếm tiền thôi chứ có ở đâu. Vậy nè, mai mốt lỡ có quay lại á, anh cho chút đỉnh coi như xong. Tại sao anh phải cho tiền? Mà anh định cho nhiêu? Thì 90 triệu gì đó. Không, em không chịu nha. Anh đưa được một lần là ổng sẽ tới đây ổng đòi hoài đó. Mà cái hạng người như ổng á, anh không sợ gây nguy hiểm cho bé Mai hả? Thì đó, anh sợ y chang với em luôn á. Giờ không biết tính sao nữa. Thôi, để coi tình hình sao rồi anh giải quyết nha. Thiệt tình, cái bà này đã mất rồi còn gây rắc rối nữa. Em mới nói gì vậy? Linh, anh có cảm giác như là em không thích Phương lắm thì phải. Làm gì có. Em chỉ bực mình bạn trai cũ của chị Hai thôi. Nếu thiệt vậy thì tốt. Linh nè, anh rất là biết ơn em. Nếu như mà em không có dọn tới đây ở đó, thật tình anh với bé Mai không biết xoay sở như thế nào nữa. Anh đừng có nói chuyện khách sáo như vậy nữa. Dù gì thì Mai cũng là cháu của em mà. Với lại, nhìn thấy anh gà trống nuôi con một mình, sao em nỡ. Thôi, anh vô với con đi. Em ngồi ở đây xíu rồi em vô ngủ. Ngủ sớm. Dạ. Dạ 100 ạ. Anh Bình ăn cơm. Ôi. Anh dơ cái áo. Dơ. Cái áo dơ không quan trọng. Cái này không được dơ. Thank you.
Anh Tùng, tính ra nhỏ nó cũng hay nha. Chuyện vậy mà nó cũng dám ăn hứa nữa. Nhỏ nào anh? Dạ không, chút xíu anh nhớ ăn miếng da gà cho nó đẹp da. Nó xám gì vậy? Đi. Dạ. Mà công nhận thiệt, cô bé dễ thương lắm. Nhìn là tao mà cũng nghiệt, lỡ hứa rồi. Không biết bây giờ kiếm đâu ra cây đàn guitar. Trời đất ơi, anh vô quán em mà không bao giờ để ý một cái gì hết. Thế cái đàn chân dân kìa anh. Ủa, quán mày không treo đàn guitar chi vậy? Trời ơi trời, nói gì kỳ cục vậy trời. Anh sao vậy? Bây giờ quán nhậu nào cũng vậy hết đó, cũng phải có một cây đàn guitar. Bởi vì sao? Bây giờ khách nhậu vô là rất là hứng. Hứng không làm gì hết thì làm gì? Hát, hát là phải có đàn. Thì quán em sắm cây đàn cho khách mượn. Ờ. Đúng không? Mà nè, anh thích thì anh cứ lấy đi, thoải mái nha. Thôi, tao lấy rồi. Quán mày lát nữa khách muốn hát thì sao? Trời ơi là trời. Hát quá karaoke hát. Tự nhiên lấy đàn em chi? Đúng không? Không anh, em đang nướng khô nhưng mà em nghe cho em nói một cái. Đúng rồi. Anh em thấy là anh bỏ cái cây đàn đi đưa cho anh Tùng, anh mượn đi, mình sắm cái dàn karaoke về đi. Thiệt á, tại thời buổi giờ không có ai chơi đàn guitar đó. Vừa sến mà chưa kể nhiều khi cái dây đàn nó bắn vô con mắt nữa. Anh hả? Dạ. Anh Tùng dùng bữa. Khô có lẽ chắc khét. Thằng càng lúc càng nhiều chuyện. Anh, sáng giờ anh tới quán cà phê chưa? Có. Sáng nay tao có tới quán cà phê rồi. Tao thấy nó đang ở con nhỏ khác. Tao vì tiếc lúc đó là tao không đóng giữa mặt cái ra. Dạ, không có gì đâu ạ. Dạ. À dạ, mình bỏ rau vô dùng lẩu đi ạ. Dạ. Anh bình tĩnh anh. Tao xin lỗi. Anh, mang về chơi. Chừng nào chán cho em cũng được. Tao cảm ơn nha. Dạ. Em xong xuôi hết rồi. Em về nha. Xong về đi. Dĩ nhiên phải về rồi. Về để nghe anh đờn bài đập vỡ cây đàn nữa. Mày nói đá cái gì? Em làm gì đứng sau lưng anh vậy? Sao người ta lấy cái đàn đi? Anh cho anh Tùng mượn. Như vậy không được hay sao? Mượn có trả không? Nè, em nói rồi, em không muốn anh giao thiệp với người đó nữa. Anh nói em một lần nữa, em bớt vô lý lại nghe chưa? Em vô lý hơn vẫn được. Lần sau còn tới nữa, em đuổi thẳng thẳng. Anh thách em đó. Em ngon đuổi đi. Em đuổi đi. Em phải nên nhớ cái nhà này anh là chủ. Và anh Tùng là người anh của anh, cũng là người ơn của anh. Em lộn xộn anh đuổi em luôn á. Anh nói gì? Anh đuổi em. Đúng là gần mực thì đen. Trước đây chưa bao giờ anh lớn tiếng với em. Từ ngày anh giao thiệp với người đó, anh nặng lời với em. Hôm nay anh còn đuổi em. Anh nhớ đó. Thôi anh chú về rồi hả? Ủa cái đàn ở đâu ra vậy? Anh chú biết đàn hả? Biết rồi có biết không? Hay là cầm gãy gãy cho nó sành điệu. Anh chú ngồi dạy đàn một bản cho mấy kẻ thiếu hiểu biết sáng mắt ra đi. Đâu ông thử ông đợi mày sáng mắt chưa coi. Anh chú dạy đi, dạy đàn một bài đi. Đi mà.
đàn hát như giờ này nguyên khu này nó chửi cho đó. Ngủ đi. Cái gì kỳ vậy? Hôm qua anh chú nhờ người ta tìm thông tin xong, người ta cũng giúp rồi. Vậy mà hôm nay nhờ đàn có một bài cũng làm khó làm dễ nữa. My mới kỳ á. Ông chú không biết đánh thì bây giờ ép làm sao mà người ta đánh được. Thì tại tôi khó ngủ, tôi muốn nghe đàn một bài, không được hả? Đừng có quạo cái gì. Nếu mà My khó ngủ, tôi chỉ cho My những cái cách để dễ ngủ. Đâu có nhất thiết là phải nghe những cái điệu nhạc từ cái cây đàn guitar đó. Đâu, cách gì? Nói nghe chơi. Cách thứ nhất, nếu như muốn dễ ngủ, đừng bao giờ nằm úp mặt vô tường. Bởi vì tường nằm liền với mặt đất nằm liền với cõi âm. Làm như vậy sẽ dễ gặp những điều xui xẻo. Và còn cách thứ hai, lỡ úp mặt vô tường rồi thì không được nằm ngửa lại. Và đặc biệt kế bên không được để những con búp bê, là vì vậy ma quỷ sẽ rất dễ nhập vào. Ê, mày đang chỉ người ta cách dễ ngủ hay nhát ma cho người ta khỏi ngủ? Giang hồ sao sợ ma ông chú? Từ từ đi, nghe người ta nói hết cái đã. Cách gì? Cách thứ ba, nếu như thật sự muốn dễ ngủ thì đừng bao giờ nghe tôi nói hai cách trên. Mày giàu à? Cho chừa cái tội xàm lát. Rồi, bà đỡ lên nha. Nè, con đi học ngoan nha. Dạ. Em chạy xe cẩn thận. Dạ. Bình. Dành cho con nay con sẽ hiểu ra còn là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha con yêu.